Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực của mình. Hôm nay mình làm món cá nướng thay đổi khẩu vị gia đình nhà mình. Mình mua cá rô phi, nhỏ phi lê sẵn. Về rửa sạch, thái từng miếng. Ướp cá với hạt tiêu, bột canh, giềng xả nghệ băm nhỏ, trộn đều hỗn hợp. Ướp khoảng 1 giờ đồng hồ. Sau đó nướng. Nướng cá ở nhiệt độ 180 trong 20 phút lần đầu. Lần 2 trở mặt cũng nướng ở nhiệt độ như vậy trong 15 phút. Phần còn lại nướng tương tự như vậy nha các bạn. Cá nướng đã xong, giờ mình sẽ cho ra. Rất thơm các bạn ạ. Món này chấm với nước mắm ớt. Xin mời các bạn nha. Wow, hương vị rất thơm, ăn rất đã miệng. Các bạn hãy thử làm để chiêu đãi cả nhà mình nhé. Các bạn ơi, các bạn hãy like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.